Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép tranh nên hình ảnh sẽ không trùng khớp với nội dung của âm thanh, tập trung vào tình tiết gây cấn thú vị của chuyện. Chúc mọi người xem video vui vẻ, nếu thấy hay thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Tập 178 Trước lúc này, thật ra cố trường ca cũng không có ý nghĩ dư thừa nào với đám người tiêu nhược âm và giang thần. Nhiều lắm chỉ định nhìn xem vận may của tên giang thần này có thể làm hắn ngạc nhiên gì hay không nuôi một đám rau hẹ, chờ khi khỏe mạnh hơn chút hẳn có thể thu hoạch. Nhưng, có thể xuyên từ hạ giới xa xôi đến thượng giới này, còn mang theo một nhóm người lớn. Một cái chuyển tống trận, cần mấy khối linh thạch mới làm được. Có thể sao? Động não chút cũng biết là không thể, trừ phi bọn hắn có được thể lực nào trong bóng tối trợ giúp. Điều này chỉ có thể nói rõ trên người Giang Thần, ẩn giấu bàn tay vàng gì đó, lại có thể giúp bọn hắn xuyên qua rất nhiều hạ giới đi vào thượng giới. Mà tế đàn trong tiên cổ cấm khu, vừa lúc có liên quan tới hạ giới của bọn tiêu nhược âm, vừa vặn có được tác dụng tọa độ không gian. Kể từ đó, lại không thể giải thích nữa. Xem ra dòng ký ức bí ẩn có liên quan tới ma chủ này, cần phải dần dần bị khuấy động. Đến bây giờ, ảnh hưởng từ hệ thống tới ta, có ít còn hơn không? Cố trường ca khép hờ hai mắt, con người yên tĩnh, đang sắp xếp lại chút ký ức vừa xuất hiện trong đầu. Đương nhiên, lý do để gợi lên đống ký ức kia, vì nhiệm vụ khí vận trước đó hệ thống mới đề cập đến. Bởi vì, Cố Trường Ca gặp phải Giang Thần là khí vận chi tử, tự nhiên nhân tiện đưa tới một bộ phận tin tức của Tiêu Nhược Âm. Vận mệnh hư vô chi thể. Đây là nhắc nhở từ hệ thống 900 đưa ra cho Tiêu Nhược Âm. Nếu không, bằng vào tầm mắt bây giờ của Cố Trường Ca hắn, còn chưa chắc chắn có thể đoán được, phải cần thời gian đi tra xét đây là một khái niệm hư vô chỉ tồn tại ở giữa thể chất rất mờ mịt dính đến hư vô vận mệnh nhân quả vân vân đều vô cùng phức tạp dù sao chỉ cần cố trường ca biết thể chất này có ích cho hắn là đủ rồi mà vận mệnh hư vô chi thể thế gian này cũng chỉ có một người có được thời đại cấm kỵ tiên cung chấp trưởng chư thiên vạn giới thiên thu thống trị vạn cổ sừng sững không sờn tiên cung phân ra bốn phương bốn cung ở đông nam tây bắc ngoại trừ tiên chủ gia còn đặt tứ đại tiên quân tất cả các đại tiên ti phân công quản lý chư thiên vạn giới trừ cái đó ra còn có vận mệnh thần điện cực kỳ thần bí phụ trách giám thị vận mệnh trên tiên cung thôi diễn số mệnh thiên đạo lăn lộn giữa tuế nguyệt trường hà vận mệnh của đại tế ti bên trong vận mệnh thần điện chính là có được thể chất như thế cũng nhiều duyên cớ thế này trong thời gian đầu cố trường ca có hoài nghi đến trên người tiêu nhược âm lúc trước Ma chủ diệt thế, tiên cung sụp đổ, vạn tiên xuyên máu biến mất, ngay cả tiên chủ cũng ngã xuống. Dù vận mệnh đại tế ti rất thần bí, nhưng cuối cùng vẫn chỉ ứng kiếp ngã xuống, cuối cùng chuyển thế vào luân hồi. Vận mệnh đại tế ti từng dựa vào tạo hóa tiên thuyền, đổi nghịch vạn cổ, về trước khi thiên địa sơ khai, bắt đầu tìm kiếm thiên đạo để ứng kiếp cho đời sau. Cố Trường Ca nhẹ giọng nói, trong đầu tự nhiên xuất hiện thêm những ký ức này. Sau đó rất nhanh cảm giác có bước chân truyền đến từ ngoài điện, vẻ mặt của cố trường ca mới tự nhiên trở lại. Hàn liếc mắt nhìn qua, vẻ mặt vốn đang không chút bận tâm, nhưng lúc này lại đột nhiên lộ ra chút vẻ tán thưởng. Người tới, đương nhiên là tiêu nhược âm mới tắm rửa xong. Một thân váy dài mộc mạc, tóc đen rối tung, mặt mộc không tỉ vết, hai chân thon dài, dùng câu trời sinh quyến rũ để tả cũng không quá đáng chút nào. Chào ngài, cố cô công tử. Chú ý tới vẻ tán thưởng trên mặt của Cố Trường Ca, Tiêu Nhược Âm chẳng biết tại sao, vẻ mặt lại ửng đỏ, nhịp tim cũng nhanh hơn rất nhiều. Vừa rồi, nàng đã hỏi thăm được tên của Cố Trường Ca từ miệng Hắc Nha Ngọc. Hơn nữa, theo lời của hắn, còn mơ hồ hiểu được chút thân phận của Cố Trường Ca ở thế giới này, là cao cỡ nào, dùng tiên bên trong chi đế để hình dung cũng không có quá đáng. Đây là lần đầu, nàng mặc quần áo của thế giới này. Dù chỉ là Hắc Nha Ngọc tiện tay đưa đến cho nàng, nhưng so với quần áo tiêu nhược âm mặc ở thế giới trước thì cũng thoải mái dễ chịu hơn nhiều. Ở giữa mấy đồ trang sức, cũng lúc ẩn lúc hiện ra ánh sáng rực rỡ, vô cùng thần dị, các loại thần quang rủ xuống, thậm chí làm cho người ta cảm giác toàn thân nhẹ như chim yến. Tất cả điều này đều làm tiêu nhược âm sinh ra cảm giác như mộng ảo không tí chân thật, trước lúc này, nàng vẻn vẹn chỉ là một tù nhân, ngay cả sống chết cũng khó mà đoán được. Tiêu cô nương không cần khách sáo, gương mặt cố trường ca hiện cả mỉm cười thuận miệng đáp tiêu nhược âm nhìn hắn đột nhiên có chút muốn nói muốn dừng có mấy lời muốn nói lại không biết nên nói thế nào tiêu cô nương có gì muốn nói sao cố trường ca cười dường như không biết hỏi qua tiêu nhược âm thấy cố trường ca hẳn sẽ không phải người xấu gì từ đủ loại biểu hiện trước đó mà nhìn Hắn cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục, ô nhuận nhĩ nhã, giống như người chân chính đến đạo tiên vậy. Cho nên nghĩ một chút, nàng vẫn mở miệng. Mặc dù biết điều thỉnh cầu này, có lẽ sẽ hơi vô lễ và lỗ mãng, thậm chí có thể sẽ phá hư chút cảm giác hơi quen thuộc kia giữa nàng và cố trường ca. Cô công tử, đám đồng bạn kia thật ra giống như ta, cũng trong lúc vô tình rơi vào nơi này, không có chút ác ý gì, chuyện này ngươi có thể yên tâm hoàn toàn. Nghe vậy, cố trường ca lại khoát tay đánh gãy lời nàng, ngồi ngay ngắn ở đó, tiên khí siêu nhiên, Âm thanh vẫn ôn hòa như cũ, tựa như không có chút thay đổi nào, yên tâm đi, ta và bọn hắn không oán không thù, đương nhiên sẽ không để bọn hắn khó xử. Cảm ơn Cố công tử. Trên mặt của Tiêu Nhược Âm không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, vui vẻ vô cùng, không ngờ Cố Trường Ca sẽ đồng ý dễ dàng vậy. Không cần cảm tạ ta, cũng đã lâu chưa gặp người thú vị như thế, nghe qua chuyện này, ta cũng rất hứng thú." Cố Trường Ca nói. Tiêu Nhược Âm nghe vậy, Vẻ mặt CUA nàng hơi thay đổi, bởi vì lời này, trong lòng nàng bỗng xuất hiện một ý nghĩ to gan. Cô Trường Ca, nếu hắn đã thấy chuyện của thế giới kia rất thú vị, vậy bản thân nàng có thể mượn điều này, nói hắn biết những chuyện kia hay không? Nếu như tâm trạng hắn không tồi, không chừng bản thân còn có thể có cơ hội nhìn thấy thứ được gọi là tu hành chi đạo. Cô công tử, nếu ngươi còn muốn biết chuyện ở thế giới kia của ta, thật ra vẫn có thể nói với ngươi một chút trên mặt của tiêu nhược âm mang vẻ hơi thấp thỏm lo lắng mở miệng nói ra cũng không biết sau khi nói vậy cố trường ca sẽ phản ứng thế nào trừ lý do này ra thật sự nàng cũng tìm không được cái cớ nào để ở lại bên người cố trường ca được mặc dù ở thế giới trước kia lý do nhờ vào vẻ đẹp của nàng đã được rất nhiều người theo đuổi nhưng bây giờ ở thế giới này tựa như vẻ đẹp ấy cũng không thể mang lại lợi thế bao nhiêu người có thân phận như cố trường ca cũng không thể lại vì bề ngoài của nàng mà có ý nghĩ gì khác. Những chuyện này, nghe một hai lần ngược lại vẫn có thể, nhưng nếu nghe nhiều, không chừng sẽ ngán. Cô trường ca cười nói, vô cùng uyển chuyển từ chối lý do này của nàng. Nghe vậy, tiêu nhược âm có chút thất vọng, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Đối với tu sĩ trong thế giới này, đồ vật mà bọn hắn theo đuổi, hoàn toàn khác nhau. Lúc đầu, cô trường ca nghe vẫn thấy rất thú vị, nhưng nghe nhiều, lại trở thành một chuyện rất phiền phức. Cô công tử, ta muốn hỏi ngươi một chút, nếu ta muốn tu hành, vậy có cần điều kiện gì không?" Tiêu Nhược Âm lại hỏi, trong ánh mắt mang theo vẻ mong mỏi, háo hức. Có thể trở thành một người tu hành, vẫn luôn là giấc mơ và điểm theo đuổi của nàng, mà ngay lúc này, giấc mơ ấy có thể được phóng lớn hơn, để nàng nhìn thấy chút hy vọng. Nàng cũng biết ba lần bảy lượt đưa ra vấn đề, nếu là ai cũng sẽ phiền, nhưng khi đối mặt với cơ hội thế này, Tiêu Nhược Âm thật sự không muốn buông tha. Tu hành Cố Trường Ca nghe vậy, tựa như cũng sửng sốt một chút, sau đó lại nghiêm túc suy tính một chút, sau đó rất kiên nhẫn giải thích cho nàng. Trừ những thứ cần thiết để tu hành như thể chất linh căn, công pháp và số lượng tài nguyên lớn ra, điều còn lại trong mắt ta chính là thời gian. Thể chất linh căn, công pháp tu hành, số lượng tài nguyên lớn và thời gian. Lúc Tiêu Nhược Âm nhắc tới những chữ này, thần thái trong đôi mắt cũng dần u ám đi. Ở trong đó, dù cái nào nàng cũng không có, coi như có thể chất linh căn, cũng sẽ không công pháp, tài nguyên. Những thứ này. Nàng bị coi là một người xuyên không, nhưng đã đến một thế giới lạ lẫm như thế, không quen ai, thì sao có cơ hội được những vật này chứ? Kỳ thật, nếu Tiêu cô nương muốn tu hành, ngược lại ta vẫn có thể giúp ngươi một chút, nhưng điều kiện đầu tiên là ngươi phải có linh căn thể chất để tu hành, nếu không, ta cũng chỉ lực bất tòng tâm, chẳng thể giúp được gì. Thấy vẻ chờ mong trong mắt nàng lúc này đang dần biến mất, Cố Trường Ca bỗng nhiên cười, dùng giọng điệu ôn hòa nói. Nghe nói thế, Tiêu Nhược Âm cũng hơi sừng sốt, nhanh chóng mở to hai mắt nhìn, khó mà tin được vào hai tay mình. Dù vô cùng vui vẻ, như vừa được từ đĩa bánh bay xuống đập chúng vào người vậy, nhưng nàng vẫn nghĩ không thông, Cố Trường Ca đang yên đang lành, sao lại chọn giúp đỡ nàng? Đây chẳng lẽ là gặp phải quý nhân trong truyền thuyết? Cố cô công tử, ngươi giúp ta vậy, thật không biết phải cảm tạ báo đáp ngươi thế nào. Nói đến đây, Tiêu Nhược Âm cũng có chút nói không được nữa, nàng không biết nên cảm ơn Cố Trường Ca làm sao thật. Chẳng lẽ lại câu cũ, lấy thân báo đáp, nhưng người ta để ý thì sao? Lấy thân báo đáp thì không cần. Cố Trường Ca mỉm cười, tựa như đã biết nàng nghĩ cái gì, dỡ xua tay đánh gãy lời nàng, có lẽ là cảm thấy người ta có duyên gặp mặt đi. Công pháp tài nguyên những thứ này đối với ta mà nói, chỉ là thứ không đáng nhắc tới thôi, vốn chẳng không tính là cái gì cảm ơn cố công tử. Vẻ mặt tiêu nhược âm có chút khó coi, tự nhiên ửng đỏ, ngước mắt nhìn qua hắn. Sau đó cũng yên lặng lại, coi như nàng là đồ đần, cũng có thể nghe rõ tầm quan trọng của công pháp và tài nguyên trong thế giới này. Có thể cố trường ca vẫn chịu giúp nàng như cũ, thậm chí không cần đền bù. Có lẽ đây với hắn mà nói, thật chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Ngươi cũng đừng vội cảm ơn ta, lỡ ngươi không có linh căn và tư chất, đến lúc đó ta cũng không còn cách nào. Cố trường ca cười cười. Được. Tiêu nhược âm gật đầu như gà con mổ thóc, trong lòng đã tràn ngập đầy niềm vui sướng và may mắn. Không nghĩ tới, phong hồi lộ chuyển, lại có một ngày nàng được bước lên con đường tu hành thật sự. Nếu hình ảnh lúc này của nàng bị đám bạn đang giam ở nhà lao kia thấy, còn không phải sẽ chừng to mắt, đây là ấn tượng nữ thần băng sơn giáo hoa tiêu của bọn hắn sao. Sau đó, Cố Trường Ca dẫn Tiêu Nhược Âm theo tới chỗ kiểm tra năng lực và thể chất, đương nhiên lấy nhãn lực của hắn, đã sớm biết Tiêu Nhược Âm đến cùng có thể tu hành hay không. Vận mệnh hư vô chi thể. Chỉ là, cân nhắc đến kế hoạch sau này, hắn vẫn cần sắp xếp một chút. Rất nhanh, một nơi trống trải được dọi sáng lên, tia sáng thần sơn lấp lóe lập lòe. Các loại thần huy tiên chỉ mờ mịt, vô cùng sán lạn, ở bên cạnh còn có mấy tảng đá tràn ngập thần huy, vô cùng chói lóa. Cô Trường Ca đã sớm bảo Hắc Nhan Ngọc sắp xếp hết những này cho tốt, giờ chỉ cần đợi Tiêu Nhược Âm đến đây rồi kiểm tra năng lực. Sau khi đến, Tiêu Nhược Âm cũng bắt đầu hơi lo lắng, mồ hôi không tự kìm được vô thức chảy xuống gò má trắng như ngọc. Tiêu cô nương, mong ngươi đừng làm ta thất vọng. Cô Trường Ca mỉm cười nói. Trong sân mênh mông, thần hà dâng lên, tiên huy lượn lờ, các loại tiên sơn lập lòe, sương mù lưu chuyển rực rỡ, vô cùng thần kỳ rất nhiều sinh linh đang vây quanh gần đó đều đến từ tiên cổ các tộc tất cả đều rất yên tĩnh sắc mặt cung kính đứng sau lưng cố trường ca không dám nói nhiều ừm vâng cố cô công tử ta sẽ không để cho ngươi thất vọng nghe được lời này của cố trường ca tiêu nhược âm cũng hít sâu một cái tự dưng tỉnh táo rất nhiều ánh mắt nàng nhìn thẳng vào khối thiên thạch trước mắt nhìn óng ánh long lanh trong suốt có loại sương mù chảy xuôi ở trong đó giống như tùy lúc có thể hóa thành nước vậy chỉ cần là người cũng có thể cảm nhận được năng lượng kinh khủng ẩn trong khối tiên thạch này cố trường ca mỉm cười như cũ tuy nhiên sâu thẳm trong đôi mắt vẫn không có gợn sóng gì lãnh đạm như lúc ban đầu vận mệnh hư vô chi thể loại thể chất này mạnh mẽ ở chỗ hư vô mờ mịt không tồn tại trong bất kỳ số mệnh thiên đạo nào khó tìm ra dấu vết cố trường ca suy đoán nếu hắn để mặc cho tiêu nhược âm rời đi rất nhanh nàng sẽ bị tu sĩ đạo thống khác phát hiện sau đó mang về sơn môn chỉ cần có chút nhãn lực cũng có thể nhìn ra tư chất của nàng tốt bao nhiêu. Mặc dù không có thể trong nháy mắt có thể nhìn ra tiêu nhược âm là loại thể chất nào, nhưng nhìn ra nàng có tư chất mạnh mẽ, hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Hắn nói những công pháp, tài nguyên kia đối với tiêu nhược âm mà nói, căn bản cũng sẽ không tạo thành bất kỳ rắc rối gì, chỉ là chính nàng còn không biết thôi. Lấy tư chất của nàng, không biết bao nhiêu tông môn muốn nhận nàng làm đồ đệ, truyền thụ công pháp cho nàng ngày vận mệnh hư vô chi thể thành công cáo thành cũng là lúc vận mệnh bản nguyên trưởng thành nụ cười cố trường ca vẫn dịu dàng không tì vết như cũ làm người ta không chọn được bất kỳ tật xấu gì ánh mắt hơi nhạt đi thấy tiêu nhược âm đứng ở đó không biết làm thế nào giọng hắn ôn tồn nói đem tay ngươi đặt trên đá khảo sát là được bảy màu đỏ cam vàng lục lam tràm tín màu sắc càng đậm đại biểu tư chất càng tốt nếu không có tư chất đá khảo sát sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì nghe thế tiêu nhược âm gật đầu một cái đã hiểu rõ nàng cũng sẽ không tiếp tục do dự khẩn trương đặt tay ở trên đá khảo sát trước mặt ông mà lúc bàn tay nàng đặt lên trên cả khối đá khảo sát bỗng nhiên phát ra âm thanh ông ông chấn động ngay sau đó có ánh sáng rực rỡ nhức mắt từ phía trên tỏa ra đầu tiên là màu đỏ như lửa sau đó là màu cam màu vàng màu xanh lá cây dường như trong nháy mắt cả khối đá khảo sát đã bị bảy loại sắc thái nhuộm thần huy sáng chói nhìn trói lọi kinh người. Cái gì? Sao lại mạnh như vậy? Có thể là thiên phú bảy màu. Đã bao lâu chưa từng thấy qua tư chất như vậy, cho dù ban đầu lúc nhan ngọc tiểu thư khảo nghiệm, cũng không hơn như vậy. Quá kinh khủng, nếu vị cô nương này có thể bước vào tu hành sớm hơn một chút, không chừng bây giờ, đã có thể trở thành cường giả thánh cảnh như nhan ngọc tiểu thư. Một màn này, làm cho tiên cổ các tộc xung quanh kinh hãi. Tất cả mọi người đều không nhịn được trợn to hai mắt, vô cùng hoảng sợ, nhìn Tiêu Nhược Âm bằng ánh mắt hâm mộ, rồi rít thở dài cảm thán. Ta thành công không? Tiêu Nhược Âm cũng bị một màn trước mắt làm cho kinh sợ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần, theo lời của những người ở gần đó đến xem, thiên phú của nàng hẳn rất mạnh đi. Một tia vui sướng, hưng phấn, kích động tràn ngập ở trong lòng nàng. May là nàng không dễ bị cả kinh, nhưng giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ. Ban đầu chẳng qua Tiêu Nhược Âm hy vọng mình có thể có được thiên phú tu hành là tốt rồi, căn bản không có nghĩ tới thiên phú của mình sẽ mạnh vậy, nhưng thật ra nàng là người rất dễ thỏa mãn. Bây giờ, xem ra cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Cô công tử, Nhược Âm không để cho ngươi thất vọng chứ? Sau đó, Tiêu Nhược Âm nhìn về phía Cố Trường Ca, ánh mắt bên trong lóe lên cảm xúc khác, thở phào một cái hỏi. Nàng cũng không nghĩ tới, phần mừng rỡ này, trước tiên nàng lại muốn chia sẻ với Cố Trường Ca, quý nhân mới quen biết ngày đầu tiên. Ta sao lại thất vọng? Ngươi có thiên phú như vậy, ta cao hứng thay ngươi còn chưa kịp đó. Cố Trường Ca cười nói. Vâng, tuy nhiên vẫn phải cảm ơn cố công tử đã cho ta cơ hội như vậy. Tiêu Nhược Âm gật đầu một cái. Trước đó chưa từng có tâm tình buông lỏng và vui sướng như vậy. Thiên phú của ngươi mạnh hơn rất nhiều thiên kiêu khác. Đợi một thời gian, chăm chỉ tu hành, sau đó vượt qua, sẽ không thua bọn hắn. Cố Trường Ca cười lại nói ta sẽ giúp ngươi tìm một sư tôn, sau này ngươi tu hành, đi theo nàng là được. Nói đến đây, ngược lại cố trường ca định thông chi diễm cơ tới đây một chuyến. Khoảng thời gian trước nghe nói nàng muốn bế quan, hẳn là nàng đang chuẩn bị xung kích trí tôn chi cảnh, để cho nàng đến xem tiêu nhược âm, tiện thể dạy bảo nàng, cũng rất phù hợp. Diễm cơ cũng coi là tâm phúc của hắn, rất nhiều chuyện giao cho nàng, cố trường ca đều rất yên tâm. Vâng được, làm phiền cố công tử rồi tiêu nhược âm gật đầu. Bây giờ, nàng không có ý nghĩ nghi ngờ gì với cố trường ca, thậm chí đều không lo lắng cố trường ca sẽ tìm sư tôn như thế nào cho nàng. Không làm phiền, ngươi có thiên phú như vậy, nếu ở những nơi khác, sẽ làm cho người khác phải đấu đá tranh đoạt. Đây cũng xem như vì thế lực sau lưng ta, tìm một hạt sống tốt đi. Cố trường ca mỉm cười nói, phong thái siêu nhiên, lúc nói năng đều rất được lòng người. Vâng, ta nhất định sẽ tu hành thật tốt, sau này có cơ hội báo đáp ân tình của cố công tử. Trong lòng tiêu nhược âm cảm động. Đồng thời ở trong lòng không nhịn được xúc động, thế gian này tại sao có thể có nam tử hoàn mỹ như vậy, không riêng gì vẻ ngoài. Khí chất, cách nói chuyện, ngay cả tính tình đều hoàn mỹ như vậy, để cho người khác không mò ra bất kỳ tì vết nào. Vậy sau này ta đi theo vị sư tôn kia tu hành, còn có thể gặp được cố công tử không? Tuy nhiên lúc này, tiêu nhược âm chợt nhớ tới một chuyện quan trọng, Đôi mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm vào Cố Trường Ca, không nhịn được hỏi. Mặc dù, vấn đề này nghe thì rất to gan, nhưng thực ra trong suy nghĩ của nàng, ngược lại không phải là nàng có ý đồ gì với Cố Trường Ca, chẳng qua là cảm thấy nhìn thấy Cố Trường Ca có thể an tâm hơn không ít. Tiêu Nhược Âm đã theo bản năng xem Cố Trường Ca thành một người đáng tin. Thân ở thế giới thần bí, màu sắc sặc sỡ này, không chỗ nương tựa, đột nhiên gặp phải quý nhân như Cố Trường Ca, theo bản năng nàng muốn nắm chặt Cô Trường Ca mỉm cười nói, đương nhiên có thể thấy được. Ta nhìn ngươi đã không thể chờ đợi được nữa, không bằng bây giờ truyền cho ngươi một đoạn bí quyết tu hành đi. Có thật không? Trong mắt Tiêu Nhược Âm hiện lên ngạc nhiên mừng rỡ nói, cảm ơn cố cô công tử. Dưới cái nhìn của nàng, những thứ bí quyết tu hành này chắc hẳn rất bí ẩn, thuộc về bí mật bất truyền. Dĩ nhiên là thật. Cô Trường Ca vừa nói, vừa đâm nhẹ mi tâm nàng. Trong thoáng chốc đầu tiên tiêu nhược âm thấy bí quyết tu hành phức tạp vô cùng cổ xưa ở trước mắt nàng từ từ mở ra mỗi một chữ cũng giống như sao trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ vô cùng sáng trói đây chính là bí quyết tu hành sao nàng không nhịn được thì thào hỏi trong lòng hiện lên một loại cảm giác quen thuộc tựa như trước đây thật lâu nàng cũng từng được cảm nhận loại cảm giác này sau đó thấy tiêu nhược âm hiểu xong nụ cười của cố trường ca có chút thâm sâu lúc này mới mang nàng đi về phía địa lao, dựa theo như lời trước đó, thả bạn bè của nàng ra. Bản bí quyết tu hành này, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy, đến sau này, tiêu nhược âm sẽ hiểu. Ngay tại lúc đó, trong địa lao mờ tối, giang thần ung dung tỉnh lại, nhưng thân thể giống như bị đá lớn nghiền ép, mỗi một tế bào, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một nội tạng giống như bị bể tan tành. Trận đau đớn này làm cho hắn không nhịn được hút hơi lạnh, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. A à, thần ngươi thế nào, không có sao chứ? Như Điền bên cạnh thấy hắn tỉnh lại, mặt đầy ân cần hỏi han. Ta không có sao, chỉ là cơ thể có hơi đau, đúng rồi Nhược Âm đâu? Có phải nàng xảy ra chuyện hay không? Giang thần nghe vậy lắc đầu nói. Tuy nhiên rất nhanh, hắn phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn xung quanh, ở trong địa lao tìm kiếm bóng người Tiêu Nhược Âm, tuy nhiên trừ đám bạn của hắn, cũng không có bóng dáng nàng. Lập tức trong lòng hắn lục bục một tiếng, loại cảm giác bất an, lo âu càng thêm nồng nặc. Nhược âm bị mang đi, cho tới bây giờ vẫn chưa quay về, bất quá người hiền như nhược âm sẽ gặp may mắn, hẳn sẽ không có chuyện gì, ngươi cũng không cần quá lo lắng cho nàng. Như điển an ủi. Giang thần trầm mặc, trong mắt thoáng qua bất an và tức giận. Nhưng cuối cùng vẫn áp chế xuống, cuối cùng hắn vẫn không thể quên được loại cảm giác làm cho người muốn nghe thở lúc ấy, cảm giác sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Ta hôn mê bao lâu rồi?" Giang Thần lại hỏi. "Khoảng nửa ngày." Ngưu Điền đáp. "Nửa ngày?" Giang Thần nỉ non hai chữ, trong mắt thoáng qua thương tiếc, nghe nói sau khi hắn hôn mê, Tiêu Nhược Âm bị mang đi, đã qua nửa ngày. Trong nửa ngày này, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Nàng là nữ tử yếu đuối, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, kêu trời trời không biết, gọi đất đất chẳng hay, khi đó nên làm gì? Giang thần ngươi cũng đừng lo lắng tiêu nhược âm, người ta rõ ràng đã sớm biết chuyện sẽ xuyên qua này, còn nghe hiểu được ngôn ngữ thế giới này. Như nàng không nói nhiều với chúng ta, nói không chừng bị người ta mang đi, là rời khỏi nơi này, lúc đó, dáng vẻ kia chẳng qua giả bộ cho chúng ta nhìn mà thôi. Lúc này, một vị nữ tử lên tiếng, mặc trang phục thời thượng, trên mặt còn lớp phấn trang điểm tinh xảo. Nhưng bởi vì thời gian bị nhốt khá lâu, có vẻ hơi chật vật, nhưng vẫn như cũ nhìn ra được, khuôn mặt tương đối đẹp nàng tên là Vương Ngưng, cũng là bạn học của đám người giang thần, Ngưu Điển. Như nàng và Tiêu Nhược Âm không hợp nhau, bởi vì nguyên nhân dung mạo không tệ, ở trong trường học được người gọi là Vương Nữ Thần, có chó liếm không ít. Tuy nhiên, nàng có tình ý với Giang Thần, nhưng Giang Thần chỉ trung tình với Tiêu Nhược Âm, cho nên đối đầu gay gắt khắp nơi với Tiêu Nhược Âm. Mặc dù lời của nàng mang theo một chút quỷ quái, nhưng cũng nói lên tiếng lòng của không ít người, tất cả trầm mặc xuống. Dẫu sao trước lúc này, Tiêu Nhược Âm căn bản không có nói tới chuyện mình sẽ tới thế giới này với bọn họ. Hơn nữa, lần khảo cổ này cũng là Tiêu Nhược Âm chủ động mời bọn họ. Vương Ngư ngươi đừng nói như vậy. Nhược Âm làm như vậy nhất định có nỗi khổ. Mọi người đều là bạn học. Ngươi nói xấu ở sau lưng nàng như vậy, có hơi quá đáng không? Nghe vậy, Giang Thần nhíu mày một cái, trong lòng không vui. Ta nói xấu gì đâu. Ta nói những lời này chẳng lẽ sai sao. Bây giờ, tiêu nhược âm nàng bị nam tử mặc đạo bào trắng kia coi trọng đã rời khỏi nơi quỷ quái này ăn ngon uống say nơi nào còn quan tâm đến chúng ta